hy vọng sẽ có cái gì đó thật ngon. Chúng mình cùng tìm hiểu nhé. Ôi không, mùi hôi quá. Tôi ghét phô mai này. Của tôi cũng vậy. Xui xẻo quá. Hình như phô mai của tôi không có mùi. Còn của tôi chắc chắn là có. Thật là kinh khủng. Tôi không thể, tôi sẽ nôn mất. Thôi, tốt hơn nhiều rồi đấy. Còn tớ thì sao? Thôi đưa cho tớ đi. Tớ còn có vẻ phải ngửi nó nữa. Thôi đi, đây là kẹp của tớ rồi. Tớ có phô mai rất là ngon. Không có nặng mùi một chút nào luôn. Phô mai cũng rất là ngon. Wow, nó có mùi rất là tuyệt. Tuyệt vời. Ồ, cô bạn ngon như vậy, cho tớ thử được không? Đi mà. Đây, cắn này. Ấm. Không đời nào đâu. Trời ơi, cậu lừa tớ. Thật đáng khinh bỉ. Không, đây là một trò đùa thôi. Tớ có thể nói rằng rất là ngon. Betty, đến lượt cậu ở đây. Không, tớ sẽ chết vì cái mùi này mất. Trời ơi, cần phải nín thở. Ôi, không đỡ một chút nào. Bây giờ mùi hôi thối trong miệng của tớ. Thật là kinh khủng. Không, tớ không ăn được nữa đâu. Không, bạn phải ăn. Ăn đi nào. Ồ, siro dâu sẽ có thể giúp tớ. Hy vọng mùi sẽ biến mất. Này, thế là không công bằng. Bản thân bạn đã làm dễ nhiệm vụ biết bao. Thôi, thực sự hết mùi hơn. Có lẽ sẽ ngon hơn. Ôi không, nó vẫn có mùi khó chịu quá. Đấy, đáng đời. Thôi, mình không chịu được nữa đâu rồi. Bạn đang làm gì vậy? Trả thù. Để không cười nữa. Giá như có cái gì đó ngon. Vậy chúng ta sẽ tìm hiểu nhé. Trời đã, chúng quá lớn, chắc chắn không phải mắt thật đâu. Ồ, chúng không thật, mà còn rất là ngon nữa. Chính xác, mắt của tớ là từ sô-cô-la này. Ôi, cậu nhìn này. Jess, nhìn đi. Tớ không chờ được nữa, tớ ăn đây. Ôi, ngon thế. Bao nhiêu là sô-cô-la, tuyệt. Tớ cũng muốn thử. Không, tất cả là của tớ. Tớ chỉ cần muốn thử thôi mà. Thôi được rồi. Ôi ngon thế. Nhưng cũng muốn ăn sô-cô-la. Làm thế nào tớ có thể lấy được sô-cô-la nhỉ? Chính xác. Ôi, hình như tớ ngã. Hóa ra là rất đơn giản. Bây giờ tớ có thể thưởng thức sô-cô-la rồi. Ôi, thật là ngon. Xin chào. Ôi, ôi. Bạn sẽ hối tiếc vì điều này. Bởi vì bây giờ đến lượt bạn. Tớ không muốn. Lần sau không nên đùa với tớ. Đây là mắt của tớ. Ôi, trong đó có gì nhỉ? Từ từ tớ mở trước. Chiếc guốc. Ôi, mình cần gì đâu. Mình có dép của mình rồi mà. Hay là nó ăn được. Thử nào. Ôi không. Không ngon một chút nào. Đấy, bây giờ cậu cứ ngồi ăn guốc của bạn đi nhá. Này, có lẽ bạn sẽ còn phải gặp điều gì đó tệ hơn. Ôi, biết ngay mà. Không tệ chút nào. Bây giờ giày tớ đẹp hơn và có thể ăn được. Trời ơi, tớ cũng muốn cái này. Ôi, rất là ngon. Thậm chí còn có Skittles đẹp tuyệt vời. Yêu thích của tớ. Chia sẻ với tớ đi mà. Không, bỏ ra. Tớ chỉ ăn một miếng thôi. Không, đi ra. Ít nhất cái gót chân được không? Không, bỏ ra. Trời ơi, bực mình quá. Eo ơi, đồ kỳ bò. Đi mà, năn nỉ đấy. Tớ nói rồi không. Thế thì đừng ăn cái gì nữa. Này, này, nhận lấy đi. Cậu
sẽ không thể ăn được cái gì nữa đâu. Ồ, bây giờ có sô-cô-la trên guốc của tớ rồi, rất là ngon. Bây giờ tớ thì không có gì để ăn. Cảm ơn cậu đấy. Nào, mở ra nào. Ô, quả bóng. Tớ không biết chơi bóng đá mà. Tớ không có quả bóng, nhưng hơi khác thường. Ồ, nó rất mềm. Ngon thế. Đây là sô-cô-la. Tớ cũng muốn. Nhưng nó là của tớ. Với quả bóng này có thể vừa ăn vừa chơi. Ôi, tớ nghĩ là tớ đã ném nó cao quá rồi. Ôi, nó bị rơi mất rồi. Thế là tớ được ăn thử quả bóng này. Không, không thể, nó là của tớ. Ôi, nó rất ngon. Tớ thậm chí không thể chia sẻ một điều ngon như vậy. Tớ nên làm gì? Chơi quả bóng này như thế nào? Tớ nghĩ nó có thể giúp tớ như thế nào rồi. Ôi, hình như quá yếu, cần thêm. Trời ơi, thế sao cậu ấy không nhúc nhích? À, tớ hiểu rồi, cần phải lấy đà thật tốt. Đấy, như thế này. Bây giờ sô-cô-la là của tớ. Thật là ngon. Cái gì vậy? Ồ, sô-cô-la, tuyệt. Nó là của tớ. Bạn thì quay trở lại dưới gầm bàn đi. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nhở? Ồ, con mèo con, dễ thương quá. Yêu thế. Mùi thơm nữa. Nó là sô-cô-la. Thật tuyệt. Bạn có sô-cô-la, còn tớ thì có sao? Trời ơi, thật là dễ thương. Cũng là một con mèo con, thật đáng yêu. Mình vuốt nó một tí được không? Đừng có đụng vào. Được rồi, tớ có món ngon, tớ có thể ăn nó. Còn tớ thì có sữa cho mèo. Mèo rất thích sữa. Ôi, nó đã uống nó rồi. Ôi, tuyệt đấy. Tớ cũng muốn uống sữa. Nó sẽ có ích cho tách sô-cô-la của tớ. Nhìn kìa, con mèo sô-cô-la của tớ cũng sẽ uống trà sữa. Hay, giống như con mèo thật vậy. Ừ, nhưng tớ sẽ nhúng nó vào để ăn. Bởi vì như này ngon hơn rất nhiều. Trông ngon miệng đấy, tớ cũng muốn thử. Ừ, tớ biết mà, bởi vì nó cực kỳ ngon. Tớ có thể sử dụng như một chiếc cốc để uống sữa. Ôi, ngon thật đấy. Tớ thì không thể ăn được. Nhưng tớ có thể ăn mặc cho con mèo. Thật tuyệt. Bây giờ có một con mèo vua. Tuyệt. Chắc bạn ấy có vấn đề về thần kinh rồi. Ôi, thật đáng yêu. Wendy đợi đã. Tớ bắt đầu. Hạt bắp rang. Thật là thú vị. Tớ không muốn bị gãy răng đâu. Rất xứng đáng. Hy vọng là sẽ không tệ lắm. Ôi, không nên làm điều đó. Bây giờ tới lượt của tớ. Ngô sô-cô-la. Đáng để chờ đợi. Mùi thơm ngon. Tớ muốn ăn cả cái chỗ này ngay lập tức. Thật là không công bằng. Bây giờ công lý sẽ thắng thế. Chỉ còn vài giây nữa thôi. Rồi mọi thứ sẽ thay đổi. Mary, tại sao bạn lại làm vậy? Để làm bỏng ngô mà.
Tuyệt vời, thật là sảng khoái. Tớ biết tớ làm gì mà. Tớ nghĩ rằng chúng mình sẽ không có thức ăn để mà ăn nữa. Quả ớt sô-cô-la. Còn tớ đi quả ớt họ thật sao? Mary bình tĩnh lại đi. Tớ đã đúng. Chán quá. Tớ biết cách giúp bạn. Đây, đá sẽ giúp hạ nhiệt khi bạn ăn ớt. Tớ vẫn rất sợ. Nhanh lên, bạn cần đá. Ôi, cảm ơn. Tớ rất vui, nhưng lớp trang điểm của bạn bị trôi một chút. Tuy nhiên không quan trọng. Bây giờ điều chính là ăn thử sô-cô-la. Tớ không thể nhìn nó một cách bình tĩnh được. Ôi, rất là ngon. Có lẽ bây giờ cũng thích quả ớt này chứ. Wendy, bạn quên mất cái này. Chính xác, cảm ơn rất nhiều. Tớ quên mất. Ôi, tớ bị cháy. Đây là nước đây. May quá. Đồng hồ sô-cô-la, tớ chưa bao giờ thấy cái này. Trông đẹp thật đấy. Nhưng hương vị thì hoàn toàn khác. Nhựa không bao giờ so sánh được với sô-cô-la. Tớ phải thử đã. Đồ tham lam. Đang nói đến đồ ngọt, tình bạn sẽ mờ nhạt dần. Nhiều sô-cô-la quá. Tớ sẽ phát điên lên vì ghen tị mất. Bạn có muốn quay ngược thời gian không? Ôi, được rồi sao? Không thể tin được. Cảm ơn Mary rất nhiều. Bạn phải cho tớ một miếng. Tớ đã nói không rồi mà. Trái tim tớ sẽ ngừng đập ngay bây giờ. Bụng của tớ cũng vậy. Tớ đã ăn quá nhiều. Đưa đồng hồ của bạn cho tớ được không? Này, không đời nào. Bỏ tay ra đi. Bạn đã làm gì vậy Wendy? Ôi, trời ơi, chúng ta đã bị già mất rồi. Hoan hô, quay thời gian ngược lại rồi. Tớ không thích cây xương rồng này một chút nào. Hình như cái của tớ không sao cả. Như mọi khi lại không may mắn. Tớ sẽ cố gắng. Đã đến lúc cắt tóc một chút rồi. Ý tưởng hay đấy. Bây giờ chúng ta hãy thử nào. Ôi thật là đắng. Cắt tóc cũng như không. Thật là chán. Ôi, tớ xin lỗi, không có thời gian để tìm nước cho bạn đâu. Mình có việc quan trọng hơn rất nhiều. Mình hoa tươi, trong đó chắc chắn có nước. Nhưng tớ cần để trồng cây xương rồng. Được rồi, tớ sẽ lấy bình lớn hơn. Nó biến mất đi đâu rồi? Lại là bạn. Được rồi, tớ có một sự lựa chọn nữa. Ôi, cái này phù hợp với tớ.
Ôi không, tớ sẽ không cho bạn mình tới cây này đâu. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tớ đã trồng được cây xương rồng sô-cô-la. Chà, ngon quá. Cho tớ một miếng đi mà. Được rồi, cầm lấy đi. Bánh mì kẹp thịt ngon ngọt này là một giấc mơ. Chiếc bánh burger sô-cô-la trông hấp dẫn hơn rất nhiều. Hello. Không tranh cãi nữa, chúng ta nên thử món ăn của mình thôi. Có bao nhiêu nhân bên trong? Tớ thích điều này. Này, cho tớ ăn với. Bạn bỏ thói quen làm tớ mất tập trung trong giờ ăn đi. Xin lỗi, tớ sẽ không làm vậy nữa. Hy vọng bạn cũng không làm phiền tớ nữa. Tớ sẽ nấu một món rất đặc biệt ngay bây giờ. Một chiếc bánh burger kèm với một đống đồ ngọt. Đó là một kiệt tác. Tớ nhất định phải thử nó. Mary, mua của bạn bay đi mất rồi. Tớ không thấy nó đâu cả. Và cả bánh burger của mình cũng mất tích rồi. Bạn đã sắp xếp tất cả phải không Wendy? Lần này tớ sẽ bắt đầu. Ơi! Ôi, có vẻ như nó không phải là thật. Đây là sô-cô-la. Tớ nhận ra rằng tớ sẽ có một con nách ngay dưới nắp. Thật là khủng khiếp. Tớ xin lỗi, nhưng bạn phải liếm nó. Nó đã nhảy vào tớ, kêu tớ với. Cảnh tượng không dành cho những người yếu tim. Ôi, đó là một hoàng tử. Em đã phá vỡ lời nguyền. Bây giờ chúng ta sẽ ở cạnh bên nhau. Wendy, bạn cần anh chàng hoàng tử này để làm gì? Thôi không sao, tớ biết cách hóa giải. Tớ cần một con ruồi béo. Đồ ăn, bắt nó nhanh lên. Thành công rồi. Một quả trứng khổng lồ. Trông rất ấn tượng. Như là sô-cô-la. Hãy xem có gì bên trong nào. Con rồng dễ thương. Ừ, rất đáng yêu. Nhưng tớ thích sô-cô-la hơn. Xin lỗi, nhưng nó là của tớ. Không có gì, tớ vẫn có thứ để ăn mà. Đây có phải là trứng sống không? Tớ thất vọng. Con rồng và tớ có thể giúp bạn mà. Cảm ơn, bạn thật là tốt bụng. Tớ nóng lòng muốn thử nó. Ôi, ngon quá. Còn đây là vòng đầu tiên. Chà, bạn được trang sức thật sao? Wow. Đúng, nhìn cách nó tỏa sáng này. Đây rõ ràng tốt hơn sô-cô-la của bạn. Kích thước hoàn hảo. Còn lại chiếc nhẫn cuối cùng nữa. Bây giờ tớ là nữ hoàng thực sự rồi. Thật không công bằng. Tớ sẵn sàng từ bỏ sô-cô-la để có được món đồ nữ trang như vậy. Mặc dù cái này cũng không tệ, cũng có thể dùng được.
Tất nhiên không phải vàng, nhưng rất là ngon. Mình cũng muốn thử một ít. Cho tớ một ít được không? Này, đừng có mơ. Bạn chơi với vàng của bạn đi, tớ sẽ đeo nhẫn sô-cô-la. Bạn đừng đùa với tớ, biến chiếc nhẫn thành một vật bảo tồn mạng sống. Bạn đang làm gì vậy? Tớ muốn ăn một chút đồ ăn nhẹ. Cậu dạ đúng, nó rất là ngon. Để tớ đi, tớ muốn ăn sô-cô-la. Đồ ăn của chúng ta đâu? Mời các bạn. Đầu cá. Cảm ơn, tớ không đói. Còn tớ sẽ vui vẻ ăn cái đuôi cá này. Ôi, sô-cô-la thật. Tớ sẵn sàng ăn cá như vậy mỗi ngày. Mary, chuyện gì đang xảy ra với bạn vậy? Ôi không, tớ đã biến thành một nàng tiên cá. Không thể tin được. Xin lỗi, tác dụng phụ. Tớ rất thích, tuyệt vời mà. Mình cũng muốn thành nàng tiên cá. Trời ơi, Monica, bạn bị sao vậy? Rất tiếc, lại xảy ra sự cố. Wow, một thanh vàng thật. Rất là dễ thương. Tớ chắc chắn rằng thanh của tớ được làm bằng sô-cô-la. Hãy cùng kiểm tra nào. Ôi, nặng quá. Tớ không thể nhấc lên được. Có lẽ không nên cắn nó đâu. Muộn rồi, có vẻ như răng của tớ đã biến thành vàng. Nếu thanh của bạn làm bằng vàng, thì thanh của tớ chắc chắn làm được sô-cô-la. Ngon quá, tớ đã đoán đúng. Hả? Mình không muốn làm bạn buồn, Monica, nhưng răng của bạn có gì đó không ổn. Ôi không, tớ không thể ăn quá nhiều đồ ngọt. Tội nghiệp, chúng tớ cần đưa bạn đến bác sĩ ngay lập tức. Tớ đang ở nhà sĩ sao? Đừng lo lắng, chẳng mấy chốc hàm răng của bạn sẽ đẹp như mới thôi. Tớ sợ quá. Thành thật mà nói, tớ cũng vậy. Wow, răng của mình trông thật lộng lẫy. Ăn mừng nào. Có vẻ như ai đó không biết rút kinh nghiệm từ những sai lầm của mình. Các bạn sẵn sàng cho những bất ngờ mới chưa? Vậy thì đi thôi. Wow, coca và khoai tây chiên từ sô-cô-la. Một giấc mơ có thật. Còn bạn Monica, có vẻ như không may mắn rồi. Ôi, tớ không muốn ăn khoai tây sống đâu. Thật là khó chịu. Tớ biết phải làm gì giờ. Bây giờ, tớ sẽ nấu một món ăn ngon nhất trên trái đất này. Wow, khoai tây chiên. Đây là sở thích của mình. Đến lượt tớ ăn đồ ăn rồi. Hãy bắt đầu với sô-cô-la nào. Chắc chắn nó sẽ phù hợp với khoai tây chiên sô-cô-la. Vâng, tớ đã đúng mà. Ôi, mình cũng muốn thứ gì đó ngọt ngào. Xin lỗi, nhưng chỉ có một phần thôi và nó là của tớ. Ôi, cola gần như quên mất. Tớ luôn mong ước được thử cái này. Cho tớ uống một ngụm được không? Bạn đã đúng, đây là thức uống ngon nhất thế giới.
Các bạn gái, bạn có một sự thèm ăn ngon miệng. Thật là tuyệt. Cảm ơn Mary. Tớ chắc chắn rằng bạn sẽ thích bất ngờ tiếp theo của tớ. Wow, sô-cô-la Pringles. Thực sự tuyệt vời. Wow, tớ cũng muốn cái đó. Đây là khoai tây hoàn hảo làm từ sô-cô-la. Thử nó xem nào. Wow, nó tan chảy ngay trong miệng bạn. Điều gì sẽ xảy ra nếu mình cho thêm sô-cô-la vào nó? Tớ nghĩ sẽ rất tuyệt vời đấy. Bạn đã nói đúng. Trên cả lời khen ngợi. Đói quá. Chúng ta phải thỏa mãn cơn đói bằng khoai tây chiên thường. Chỉ sợ gói này sẽ không đủ cho tớ. Tớ sẽ sửa việc này ngay bây giờ. Tốt hơn rồi đấy. Kích thước này vừa với ý của tớ hơn. Xin lỗi Monica, tớ vô tình. Trời ơi, bao nhiêu là bim bim. Wow. Ai, lại là bạn. Tớ xin lỗi, tớ thật vụng về. Rất ngon. Bây giờ tớ sẽ chỉ cho bạn xem ảo thuật này. Cái này dành cho bạn Monica. Wow. Còn cái này dành cho cậu Mary. Wow. Son môi thật là tuyệt. Không cần phải cảm ơn đâu. Xem nó màu gì nào. Màu hồng. Sẽ rất phù hợp với tớ. Bắt nụ hôn gió đi. Ôi cảm ơn Monica. Nó đã trúng thẳng vào tim tớ rồi. Đã đến lúc phải chu lại vẻ đẹp mày của tớ rồi. Đây là sô-cô-la mà. Thoa son của bạn thơm quá. Tớ chắc chắn rằng nó cũng sẽ rất ngon. Hả? Ôi, môi của tớ bị làm sao vậy? Hãy để tớ giúp bạn. Chỉ một giây thôi. Ôi, bạn làm rách môi của tớ rồi. Ôi, mình chỉ muốn giúp thôi mà. Vì đôi môi này không còn là của cậu nữa, thì chúng ta có thể ăn nó mà. Kỳ bò thế không biết. Không bao giờ. Bây giờ nó là của tớ. Tớ bắt được rồi. Rất tiếc, thật là khó xử. Wow. Chà, quả địa cầu sô-cô-la. Tớ chưa bao giờ thấy cái này. Thật tiếc, trước đây mình không có cái này. Học địa lý với quả cầu như này sẽ dễ hơn rất nhiều. Hãy xem nó nào. Món này ngon quá. Bạn rất đói phải không? Cẩn thận đừng ăn quả cầu của tớ. Đừng lo, tớ chỉ quan tâm đến sô-cô-la thôi. Nếu trong quả địa cầu của tớ cũng có sô-cô-la thì sao? Hãy kiểm tra bằng kính lúp nào. Mình thấy có một địa ý. Mọi thứ sẽ có ngay bây giờ. Dừng lại Mary. Tớ biết tớ đang làm gì. Nhìn xem có bao nhiêu đồ ngọt kìa. Thật là bất ngờ.